Homestay, một khu nghỉ dưỡng sinh thái mang đậm nét miền Tây Nam Bộ. Tại vì anh không có thời điểm đó cho nên em sẽ không nghe của anh. Đó, để đơn giản như vậy. Ok, vậy thì này, câu nói của em vừa rồi nó đang động đến cái lòng tự trọng của bản thân anh. Đâm ra anh xin phép chương trình là anh không ngồi đây đối thoại với hai em nữa. Đây là lời khuyên cuối cùng của anh dành cho em. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi nói bất kỳ câu nào. Ok, chào em. Bên cạnh chuyện mâu thuẫn căng thẳng giữa Minh và Hoàng, thì song song đó, cặp đôi Vĩnh và Trâm Anh nắm tay nhau tung tăng vui vẻ. Nhưng có thể Vĩnh không biết được rằng, trong lòng của Trâm Anh còn nhiều điều muốn nói với Vĩnh. Ê, tối nay chưa lên quân không? Ở đây, trời ơi. Ai ở anh? Đâu, anh nói đúng hại rồi. Trời đúng hại luôn hả? Ơi. Ok, ủa đi đường gì? Đi đường nào cũng được hết á, nhưng mà giỏi nhất là đường ngoài tim em. Hôm nay vui ghê lắm. Với lại buổi tối ngồi nói chuyện với mọi người cũng thấy vui nữa. Thôi mà em, có những cái lần trước á, dù có là ngồi nói chuyện chung hoặc là chơi chung hoặc là có ngồi uống vài ly trà đá, cũng em thấy cảm giác nó bị cũng hơi có một cái gì đó nó ngột ngạt, hoặc là có những cái là giữa mọi người chưa có mở lòng với nhau lắm á. Em biết tại sao nhớ không nghe em. Tạo như lại do cái lúc đó là cái thời gian và không gian lúc đó nó không phù hợp. Chọn cho em về miền Tây em thấy cái khung cảnh đó, lúc nào nó cũng gọi là bình yên nha, thì tạo cho đầu óc mình thoải mái, gần gũi thiên nhiên hơn. Với lại một cái nữa là hết ngày hôm nay rồi chị có ngày mai ngày mốt nữa. Cho nên là rồi mà mất đi một cái gì đó thì người ta mới kiểu hết đầu nó. Thì cảm giác trân trọng á. Ok, bây giờ vô với vấn đề chính nha. Ok. Mình chỉ còn có 2 ngày nữa. Thời gian còn rất là ít kìa. Em không biết anh suy nghĩ như thế nào, nhưng mà tới giây phút này em không có muốn mình phải giấu nhau nữa. Không. Ok, giấu nhau nữa kiểu như là ok, có gì thì cứ show ra đi. Mình suy nghĩ đi. Mình suy nghĩ gì á thì cứ nói ra đi. Anh em chả có suy nghĩ gì hết. Thì xung quanh em những cái mà anh muốn tìm hiểu về em cũng như là biết càng nhiều càng tốt. Ngày hôm nay là mình đã dành thời gian di chuyển trên xe rồi mà không có nói chuyện được nhiều. Thì hôm nay gặp ngồi ngoài hồ bơi cũng nói chuyện được một ít. Ăn uống thì hôm nay ngồi tới đây nữa thì tại sao em lại là bảo anh là có suy nghĩ gì? Thì theo cái quan điểm của em nha, ví dụ như mà nếu như mà em không quyết định, em không muốn tìm hiểu một ai đó thì em không có cần biết là người ta đang suy nghĩ gì. Mà ý là hôm nay không nói chuyện được gì nhiều, không cảm nhận được gì hết. Ôi, người ta có tìm hiểu mà nói gì vậy? Ok, có tìm hiểu nhưng tìm hiểu ít, không suy nghĩ gì cả. Bảo lẽ giờ bảo rồi, tối ngày tôi chỉ suy nghĩ về Trâm Anh. Lại nói thẳng tới vậy luôn mới hiểu hả? Vậy thì hiện tại thời gian cảm thấy như thế nào? Cảm thấy về Trâm Anh như thế nào, hoặc hay là cảm thấy là mối quan hệ của mình như thế? Everything about me. Nói đi, biết không hợp, giúp. Thích cái gì nó thẳng, thật, nhất khoát. Hay giờ em kiểu muốn nói tâm sự với anh, thì chắc chắn trong lòng em cũng biết là em đang muốn gì. Em cảm thấy mình như thế nào thì chắc là đi. Nhưng mà trước tiên là cái cảm giác khi mà tiếp xúc gần với anh thì em cảm thấy chắc là có cảm tình. Vậy đó. Nếu như mà cảm thấy nó chỉ là cảm năng nhất thời á thì nên dứt khoát. Giống như cái việc mà đã thích một ai đó, thích một người khác. Em nói thiệt, cái vấn đề em ghét nhất là vấn đề mà bị đưa ra làm người thay thế. Hiểu. Em biết là anh thích ai,
Và hiện tại là em không biết là anh có ngoài thích người ta hay không. Nhưng mà các câu hỏi của ngày hôm qua anh đặt cho cô Zian á, anh có nghe. Thì em muốn hỏi một cái rule đó xét về nhiều yếu tố như là về ngoại hình, về tính cách và cách suy nghĩ. Thì em muốn hỏi chị là nếu một người nào đó là mình đã như là muốn bắt đầu với họ, mình cảm thấy được mình đồng đều với họ và vấn đề gì đó, nhưng mà nó chưa hoàn toàn giống như cái những cái gì mà gọi là mình nhận xét ru của mình á, thì em xin chị cho em cái lời khuyên là mình có nên tiếp tục sâu hơn mối quan hệ đối với người đó không? Anh hỏi cái câu đó không phải là anh hỏi cho bản thân anh, mà là cái câu hỏi mà anh chỉ muốn đặt câu hỏi đi, tại vì anh chả có câu hỏi gì để hỏi cả. Thật sự tới thời điểm hiện tại anh chả có câu hỏi gì để hỏi cả. Thì trước khi anh có cảm tình với em thì là không phải vì Quyên và anh Minh hai người thành đôi với nhau mà anh không cảm tình với Quyên nữa, mà là trước khi Quyên và anh Minh đã như thế là anh đã có cảm tình với em, và anh chủ động dừng lại cái cảm tình với Quyên chứ không phải là bắt em nghe làm người ta thế. Sự với câu hỏi hôm qua thì ai vừa nghe câu hỏi thôi cũng đã biết cái câu trả lời luôn. Đừng có hỏi mà mất công đi hỏi chuyên gia thẳng một câu, tại vì đúng vậy, sinh ra mà đâu có ai mà hoàn hảo hết đâu, cũng có ai gọi là hợp nhau 100% đâu, thì ngoài cả hai phải thay đổi nó mới gọi là hợp với nhau được chứ. Anh kiểu giống như là Tùng, anh muốn lắng nghe những câu hỏi của tất cả mọi người và anh muốn lắng nghe nhận xét từ cô thôi. Ok. Thì cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì em chỉ muốn nghe vậy thôi, còn lại là phần em suy nghĩ. Sau câu trả lời của Vĩnh, chắc là Trâm Anh đã nhẹ lòng hơn trước đây rồi. Đến hôm nay em với Tùng đã kiểu như là công có khai. Cảm xúc với nhau, có công khai đi ha. Lúc ở hồ bơi chị có đột nhiên chị qua chị nói với em là em có thể nhường chàng trai của em cho chị không? Thì em đặc biệt không thích những chuyện như thế. Okay. Với em và Tùng để xác định cảm xúc cho nhau. Sau cuộc tranh cãi với Minh và Mai, Hoàng gọi Tùng ra để tâm sự xem người em trai nghĩ gì về con người của mình. Như Tùng bữa giờ thì chị giỡn với Tùng rất nhiều. Ok. Nhưng tự như Tùng đi, Tùng suy nghĩ như thế nào về chị? Những lần chị giỡn với Tùng, Tùng có cảm thấy khó chịu hay không? Ban đầu á, là mấy bạn nam có hỏi là kể kêu từng người nói là ban đầu ấn tượng nha. Đúng rồi. Vậy thì em nói là ban đầu em ấn tượng chị. Ấn tượng về cái gì? Hả? Ý là có cảm tình. Có cảm tình. Dạ. Mặc dù chưa nói chuyện nhiều nha. Thật ra là chưa nói chuyện. Thôi là như vậy. Đúng. Chỉ khi ở nhau thôi. Đúng. Xong rồi tối hôm đó là mới có nói chuyện. Tối hôm ngày đầu tiên. Là lúc đó mới có. Đúng rồi. Không, nói theo đúng là ngày đầu tiên. Ban đầu chị đem thì em, tại vì mày bước vô mày thân chị với em là tao không thích. Mày sống làm cho tao. Em biết mà, phụ nữ người ta rất quan trọng tuổi tác, mà mày vô mày mới mở đầu chương trình như vậy là tao không thích ở mày, mày hiểu chưa? Cho nên bây giờ phút đó tao xéo sắc với mày. Ok, đó. Em sai, ok. Nếu mà nói thật sự nói chuyện á là tối hôm đó. Đúng rồi, hai chị em nói chuyện nhiều. Đúng rồi. Thì tối hôm đó cũng có phỏng vấn, cũng hỏi là sau ngày đầu tiên bạn thấy nào, để ý ai cái kiểu. Thì em vẫn kêu là em để ý Hoàng. Duy nhất thời điểm đó chỉ duy nhất một mình chị. Đúng. Ok. Thật sự nha. Thật sự quá, lúc này mày men, tao sợ quá. Rồi tiếp tục. Ủa chị bình thường thôi. Sau á, dần á, kiểu kiểu mình bắt đầu giỡn nhiều hơn. Nhưng mà cái giỡn đó em cảm giác giống như là kiểu chị em bạn bè. Thì chị đó. Để suy nghĩ trong đêm thứ nhất rồi. Không biết là tại vì lúc đó đang giỡn mọi người nên em cũng không có suy nghĩ gì đó, nên là vậy á, nên là lúc sau khi mà nói chuyện thì mới nghĩ nó đó, kiểu vậy thôi, kiểu chị em vui vẻ thôi. Bắt đầu giây phút là em xác định cái việc đó. Rồi bây giờ chị nêu cảm nghĩ của chị. Thì trùng hợp cái đêm sinh nhật của chị đó, thì chị được ngồi cạnh em và cho những từ cái hành động người mày cũng khác người thường nữa. Tại cho biện minh xíu thôi, cho biện minh xíu thôi nha. Là bình thường là lúc đó em đang ngồi dậy. Cho mày tấm lại dậy. Xong đó chị với Mai vô, thì không lẽ em đẩy hai người đang ngồi dậy. Thì em chỉ khai thế thôi. Một là em ngồi dậy, hai là em chỉ còn ngồi kiểu này thôi đó. Thấy em cứ như vậy đó là hiểu rồi đó. Thì ok, trong giây phút đó tự nhiên tâm thái nó dường chấn. Tại vì chị biết như thế này, người song tính có thể là yêu cả nam lẫn nữ. Cho nên đó thì cái chuyện yêu nam thì bình thường, yêu nữ thì cũng bình thường. Nhưng mà tự nhiên giây phút đó chị cảm giác giống như
ừ cái bạn này có triệu chứng nghiêng về nam nhiều hơn, cái là có thể thích nam nhiều hơn so với nữ, thì đó là suy nghĩ của chị. Thì bắt đầu từ giây phút đó chị tự đặt ra luôn giới hạn giữa em và chị là chị em. Đó là từ giây phút đó rồi. Cái sau cái đêm đó thì bên chương trình hỏi chị là có ấn tượng với ai nhất, thì chị cũng nói là ấn tượng với em nhất. Nếu mà nói về cảm xúc thích, thích theo kiểu yêu thì là chị ấn tượng anh Hậu với anh Sơn. Nhưng mà nếu đặc biệt nhất thì là mày. Thì đó, đó là chị luôn đưa em lên đầu tiên. Cái thứ hai, chị bắt đầu chị nghĩ em là một cái cô bé xéo sắc. Đó thì đó, thì đó chị cũng đã nói rồi. Bắt đầu ở viện dưỡng lão đi về thì may mắn chị được nhìn thấy cái cảm xúc thật của em. Có thể là chị không biết cả quá trình của em trong công việc hoặc là cuộc sống của em chịu đựng và em gồng gánh như thế nào. Nhưng mà chị cảm thấy khi một người con trai mà có thể khóc được thì người ta đã tới lúc người ta cần sự quan tâm và người ta có lúc yếu mềm. Cho nên chị nói là bé Tùng á, chị thì tự nghĩ là bé Tùng nó có thể nó cụ trải với cú sốc quá nhiều hoặc là nó chịu đựng một cái môi trường nào đó. Cho nên là cái lúc mà trên xe thì chị cũng cảm thấy là cái chàng trai này cũng có rất là ấm áp. Sau khi công khai cái mối quan hệ giữa em và Mai thì em bộc lộ thẳng luôn là kiểu như em thích là em phải làm những gì em có thể cho cái người mà em thích. Thì chị rất thích cái tính cách đó của em. Thời gian mà cho em bộc lộ nó không nhiều nữa, còn quá ít thời gian. Và em biết trân trọng từng giây từng phút và em thật với là cái cảm xúc của em. Thì cái điều đó chị nghĩ là nếu như trong tương lai Mai thật sự là với em một cặp thì chị nghĩ Mai là may mắn khi được quen em. Đó. Và điều nữa là chị nghĩ em là thuộc tiếp người song tính. Đó là câu hỏi của chị và chị còn câu trả lời. Đó. Đó. Bây giờ là thật hai chị em của mình. Nghe nè, nói thật nè. Em không phải người song tính. Wow. Bây không giờ phải. Bắt đầu tao căng thẳng nha. Không. Không phải thiệt. Rồi, vậy đó. Nhưng mà đó. Tại vì ý là em ảnh hưởng nhiều từ mọi người, tức là ở xung quanh cái chỗ của em ở có nhiều người như vậy. Tại vì ban đầu lúc mà nhỏ là em không ở với mẹ. Em ở với dì em. Và dì em là ra chợ bán. À hiểu rồi đó. Ok. Đó, nên là em bị chợ. Mà nói chung á là xong lớn lên em cũng ít bạn bè. Ờ, giống chị, một thêm một cái giống chị nữa. Không nha, nhưng mà phải gọi là thật ít, rất ít luôn á. Chị cũng vậy, chị rất ít. Nếu mà đếm không biết được 5 người không nha. Đây chị là... không được 2 người game. Ờ thì ấy là em nếu mà nói bạn bè thật sự là không biết đủ 5 người không. Hầu như là em có chuyện gì thì em tự chịu mình. Đúng rồi. Trước mặt chị em mình có rất nhiều cái để giống nhau và trùng hợp đó. Không, nói chung là nói thẳng như bây giờ là chị đâu có quyền lựa chọn khác ngoài anh Sơn, đúng không? Thì nếu như vô tình anh Sơn là người song tính và nãy giờ chị cũng đã có bắt đầu có cảm xúc anh Sơn, chị bắt đầu lo sợ cho chị. Tại vì chị rất sợ quen người song tính. Nếu như ghen chị không biết phải ghen với ai. Nó nhân đôi cái sự sợ ở đây. Cho nên bây giờ sau khi nghe câu trả lời của mày, bắt đầu tôi suy nghĩ. Không, nhưng mà cũng chưa chắc là ông Sơn mà. Thì đó, cho nên có thể là một người khác. Thì đó. Ý là em nói này nha. Về cái vấn đề đó mình có thể nói thật hoặc là nói xạo. Nên nãy giờ mày nói thật hay nói xạo tao? Ủa thì giờ em kêu là em nói thật. Còn cái việc mà chị tin là em nói thật hay không là ở chị chứ. Vẫn có sự gian dối ở đây, cứ sự ok bắt đầu tao bật chế độ đề phòng của tao. Bật lại rồi đó, tao bật lại rồi đó. Thì nói chung nhưng mà dù em có giới tính nào đi nữa, trước mắt hai chị em mình đã nghĩ nhau rồi chị em. Thì đó, như vậy thôi. Đêm dần buông xuống, các thành viên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Để đến khi trời sáng, cả nhóm bắt đầu di chuyển đến địa điểm hoạt động tiếp theo. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Sáng nay, suốt cả một đoạn đường dài, mình nhận được sự thờ ơ lạnh lùng của người con gái mình yêu thương, quan tâm bữa giờ. Chắc hẳn trong lòng Minh rất khó chịu rồi đây. Ăn rồi thì thấy không có hợp. Không có hợp. Chưa. Bây giờ ăn vô không có cái luôn. Thôi ăn. Ăn tôm. Xạo. Tôi có hai con rồi. Rồi. Ăn đây. Hôm qua mày mới ăn tôm, mày đừng có xạo. Ăn được tôm. Tao quýnh mày bây giờ. Không. Không. Hay để em ăn. Ăn không? Ăn đi. Không ăn mà. Ăn đi. Ăn một lên. Không ăn mà. Chú còn mang tới rồi kìa. Chú ơi, con bé này nó không chịu ăn mà chú.
Cùng quá. Dễ thương quá em. Sống á, người ta cắt khúc này ta đưa đi đưa lại nhiều lần. Nè kêu ba mẹ ơi, nó bắt nhạc con. Chuyện hai đứa tự giải quyết đi. Chuyện của ba cũng đang rối lắm con. Ba cũng đang rối lắm con. Cặp trẻ nhỏ Tùng Mai dần chớm nở mặn nồng tình cảm. Ngược lại thì cặp có tuổi Minh Uyên càng lúc càng xa cách, lạnh nhạt. Uyên xích ra xa Minh bao nhiêu thì Minh lại càng cố gắng xích lại gần. Lúc đó em không biết còn để chiều không nữa. Tránh đúng không? Chuyện nhỏ chị hả? Tránh đúng không? Là sao? Là sao? Nói gì vậy? Cô nghi lễ. Ừ. Ở đây có trà đá chứ có nước ấy đâu. Không ngọt đâu. Đi kiếm. À, quên nữa. Chiều nay mình có ăn uống không ta? Không, chắc không để chiến đấu. Dù Uyên lạnh nhạt trốn tránh Minh, nhưng Minh vẫn luôn để ý chăm sóc Uyên từng ly từng tí. Ngày hôm qua giờ dẫn đến chương trình là chị thấy mặt đẹp. Một ly thôi là không ngồi nghe mùi gì luôn. Không còn mùi bút mắt nữa mà. Không phải là không muốn nói chuyện với anh, nhưng mà em vẫn bình thường, không có gì hết trơn á. Anh thêm tránh em. Nó không giống mùi hôn. Trời ơi, sao mà dắt hoài. Tại anh làm cái suy nghĩ của em nó khác đi nhiều lắm mà, cũng thiệt. Mà em á thì em không thích nói. Nói chung là không phải là không thích nói, nhưng mà mỗi cái mà mỗi nói thì nó mất hay, đúng không? Với lại em hồi qua em cũng đã nói với anh rồi, em không thích nói nhiều. Mà em cũng thích người khác nói nhiều nữa. Em không phải là con nít cứ họ mở ra là phải nói hay là. Cho nên là thôi, kiểu mình hiểu nhau, mình suy nghĩ được với nhau thì ok, còn không thì thôi, bình thường, em không có gì hết trơn. Tại vì em không để mọi chuyện đi sao hết thôi. Tại vì là nói chung là em hiểu vấn đề rồi. Vừa qua cái lúc đó xong về ngồi suy nghĩ nhiều lắm. Ủa anh còn cuộc nói chuyện nữa mà anh suy nghĩ gì? Nhiều lắm em. Suy nghĩ kinh khủng luôn á. Nói chuyện xong về còn nằm suy nghĩ đi. Chà chà, tình cảm của hai bạn trẻ nhất ngôi nhà chung cũng khiến người khác ganh tị lắm đây. Còn Minh đúng thật là một chàng trai ấm áp, nhưng trong lòng Uyên lúc này, ai mà có thể hiểu được cô nàng đang nghĩ gì? Rất là vui vì các bạn đã đến với nông trại Người Dưới Rừng. Đây là một cái khu vực ven rừng ngập mặn, rừng phòng hộ đặc dụng của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, với diện tích là 23 hectare. Thì nơi này là được những người nông dân giữ rừng, giữ gìn cách khai thác thủy sản cũng như là nuôi trồng thủy sản truyền thống, thuận tự nhiên, không có dùng hóa chất, và mình có thả giống để bổ sung nguồn lợi. Cũng như là mình đang gìn giữ cái hệ sinh thái và trồng thêm cây rừng để phát triển diện tích rừng ngập mặn ở địa phương. Yeah. Khu sinh thái Người Giữ Rừng đã đón tiếp khách du lịch đến đây để trải nghiệm một số các hoạt động cùng thiên nhiên, ví dụ như là mình là giăng lưới bắt cá nè, rồi mò sò, bắt hào, cùng với nhau để mình chế biến những cái món ăn thuần túy và mang cái hương vị nguyên bản của rừng ngập mặn. Em chờ xuống chứ, nhưng mà em đang chưa biết xuống như nào. À đau quá. Tính tới. Dập lên.
Nhưng mà trong khi tất cả các thành viên háo hức bắt hàu thì chỉ có Hoàng tự tách biệt với mọi người. Trời ơi. Ôi. Đó, bốc lên. Mọi người ơi, tranh thủ nha. Mình bắt được bạn. Ok, ok. Ký hả? Yêu. Không thấy bà lép lại. Yêu ơi. Đó rồi đó. Người chụp ký nha. À, 1 chục ký. Ok, ăn bao giờ hết. Giống như tìm người yêu không? Dạ đúng rồi. À, phải khó như vậy thì tìm người yêu và có được hạnh phúc đâu phải dễ dàng đâu, phải kiên trì nè, phải cố gắng nè, đừng có nản chí. Mà mình mà tìm được nó thì mình phải hành hạ chứ. Tại vì đúng không? Tốn công sức mà. Tốn công sức mà không được gì chứ. Em tình yêu ốc sọ. Tình yêu ốc sọ. Ốc sọ. Ốc sọ. Thế đây là hút đầu. Thế rồi em cái chân anh để co lên nhé. Mẹ em bắt được 2 con nha. Được. Ở đây. Sao mới ngồi chứ? Đi ra mò. Mày mò mình đó ơi. Đừng. Cọc ra mà không có được cái gì vậy. Nhỏ con cao đó. Đéo bả trần liền. 2 mét. Không. Ai sẽ bị hết cục người. 2 mét. Trời ơi. Thôi. Thôi dễ bẻ. Gì vậy? Ê, mình ra bộ không? Đi ra hết rồi. Đi ra đi. Hôm nay em buổi trưa mà. Ôi trời ơi. Mày nhìn mày giống con cá mắc cạn quá. Tôi không tin. Tôi không tin lần này tôi lại đổi vỏ nữa. Đây mọi người, tôi đã tìm được con sò. Sò huyết. Vậy là sò này sò cồ đúng không? Sò này sò cồ, sò bông. Hoàng, tại sao mà hôm nay Hoàng này không có muốn hòa đồng với mọi người? Qua cho tới bây giờ thì những hoạt động mà mua tới đó thì cái cảm giác hồi hoan sợ, cảm giác của ngày hôm đó nó lại trỗi dậy trong cái ký ức của mình, cho nên nó bị cái tâm lý của nó bị ảnh hưởng tới ngoài đó, cho nên có thể là sẽ
xíu làm cho tâm lý của mọi người bị ảnh hưởng theo rất là nhiều, cho nên cái này Hoàng cũng muốn xin lỗi cho mọi người. Nhưng mà cũng cảm ơn Hoàng đã chia sẻ với mọi người. Có thể là Sơn nhìn thấy được và từ lúc đi tham quan cho tới mà cái lên thuyền thì Sơn cứ luôn theo và Sơn nói là phải tin anh, phải tin anh, thì cái điều cũng đó cũng làm cho mọi người yên tâm hơn rồi đó. Cái nỗi sợ nó cũng được, cũng như là có một người nào đó để mình dựa dẫm. Ok. Ơ kìa, Sơn thì đang chèo thuyền cùng với Trâm Anh. Vậy Vĩnh đang ở đâu? Thì ra Vĩnh đang bận mò cua bắt cá với Uyên. Nước mặn lắm mà. Đây là nó dọc người lắm rồi. Nó hả hổ hơn nước. Diễm vô. Vô là bảy cho vô là không. Đợi đúng không? Đợi đúng không? Diễm vô. Trong khi đó thì ở trên bờ, Minh đang bị thương ở chân, có vẻ rất là đau. Hai con cá kia chưa vô nữa. Vừa đau ngoài da, vừa đau trong lòng. Nỗi đau này ai thấu cho? Đến cú sốc khác, liệu Minh còn muốn tiếp tục theo đuổi Uyên cho đến cuối hành trình? Cặp đôi Uyên và Minh đã xảy ra những căng thẳng mà bản thân Minh cũng không biết lý do tại sao. Được Sơn an ủi trong lúc Hoàng đang sợ hãi những ký ức ám ảnh của riêng mình, thì Hoàng bắt đầu có tình cảm nhiều hơn với Sơn. Trâm Anh vẫn còn e ngại về chuyện Vĩnh thích Uyên, và lúc sáng hôm sau lại có hành động thân mật với Uyên. Không biết Trâm Anh đang suy nghĩ như thế nào.